Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Hơn nửa triệu người mất việc bị cắt giảm việc làm trong nửa năm. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam giảm trong 4 tháng đầu năm 2023. TikTok sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào Đông Nam Á để phát triển thương mại điện tử. WHO, UNICEF hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, trong nửa đầu năm 2023, Việt Nam có khoảng hơn 500.000 người, khoảng 3,4% tổng số lao động trong doanh nghiệp, bị ảnh hưởng việc làm. Trong số này, 54% lao động bị thôi việc, mất việc. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cảnh báo tình trạng lao động mất việc vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và trong tháng 6, một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho người lao động nghỉ việc. Theo thống kê của bộ này, số lao động thôi việc, mất việc tập trung ở các tỉnh có khu công nghiệp, khu kinh tế lớn như Bình Dương 71.590 người, Đồng Nai 32.450 người, Thành phố Hồ Chí Minh 44.890 người, Bắc Giang 27.500 người, Bắc Ninh 13.990 người, Hải Dương 16.020 người, Hà Nội 46.860 người. Lao động mất việc làm cũng chủ yếu trong các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử. Lý do được đưa ra là do khó khăn trong tìm kiếm hợp đồng ở thị trường nước ngoài. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Bình Dương có hơn 80.000 lao động mất việc, ngừng việc, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động. Trong đó, ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ có số lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng nhiều nhất. Ít biến động lao động là ngành nghề chế biến thủy sản, hải sản, sản phẩm linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử. Dự kiến đến năm 2023, con số này sẽ còn tăng thêm 60.000 người. Dự báo về tình hình thị trường lao động trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết điều này còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ còn chịu tác động của tình hình chính trị trên thế giới, lạm phát, giá cả tăng cao. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã giảm 15,6%, đạt hơn 12,6 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến hết tháng 4 năm 2023, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu sợi của Việt Nam trong giai đoạn này giảm 28,8%, đạt hơn 1,6 tỷ đô la. Trong tháng 5, xuất khẩu sợi của Việt Nam tăng 9,5% so với tháng trước đó, đạt hơn 390 triệu đô la. Hiện Mỹ là thị trường lớn nhất của dệt may Việt Nam, chiếm hơn 43% giá trị xuất khẩu dệt may từ Việt Nam, tương đương hơn 5,4 tỷ đô la. Sau Mỹ là các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc là thị trường nhập nhiều sợi nhất của Việt Nam, chiếm 48,93% giá trị xuất khẩu sợi của Việt Nam, tương đương 826 triệu đô la. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn do việc thiếu các đơn đặt hàng của nước ngoài. Năm 2022, xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng trưởng 14,7%, đạt 37,5 tỷ đô la, thấp hơn con số mục tiêu đặt ra là 43 tỷ đô la. Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 47 tỷ đô la trong năm nay. Đại diện TikTok của ByteDance Trung Quốc cho biết sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào Indonesia và Đông Nam Á trong vài năm tới. Ông Chiu Shouji, giám đốc điều hành của TikTok, thông báo như trên tại diễn đàn tác động Đông Nam Á của TikTok được diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại Jakarta, Indonesia và được truyền thông loan trong cùng ngày. Ông Chiu không công bố chi tiết tổng đầu tư, tuy nhiên nói rằng một phần của cam kết này sẽ bao gồm khoản đầu tư 12,2 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 120.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân và thanh niên trong 3 năm tới. Trong đó, TikTok sẽ đầu tư và đào tạo, quảng cáo và hỗ trợ các nhà cung cấp nhỏ muốn tham gia trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Kế hoạch đầu tư của TikTok được đưa ra khi công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc đang phải đối mặt với sự giám sát từ một số chính phủ và cơ quan quản lý vì lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng ứng dụng này để thu thập dữ liệu người dùng. Tại Việt Nam, hôm 5 tháng 6, 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông
cho biết đang trong quá trình kiểm tra TikTok và xác nhận có cơ sở về các vi phạm của nền tảng này. Việt Nam đã công bố kế hoạch kiểm tra TikTok từ giữa tháng 5 với sự tham gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Thuế. Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam từng khẳng định nếu kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ xử lý sai phạm của nền tảng và của cá nhân liên quan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1. Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan chia sẻ tin trên tại buổi tọa đàm về công tác y tế và được truyền thông loan trong ngày 15 tháng 6. Theo bà Lan, hiện Việt Nam chỉ thiếu vaccine 5 trong 1 từ cuối tháng 2 đến nay là vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ, viêm phổi do vi khuẩn, hai bi và viêm gan B. Cũng theo bà Lan, đây là vaccine nhập khẩu do năm 2022 tiến hành các thủ tục đấu thầu, mua sắm theo quy định, nhưng không có nhà thầu tham gia nên có tình trạng thiếu. Bà Lan cũng cho biết, chính phủ đã quyết định giao cho Bộ Y tế để chủ động xây dựng phương án giá, gửi sang Bộ Tài chính để thẩm định sớm việc mua vaccine 5 trong 1. Tuy vậy, trong thời gian triển khai và chờ mua vaccine theo ngân sách nhà nước, Bộ Y tế đã làm việc với các đối tác, tìm nguồn hỗ trợ các loại vaccine đang thiếu. Bà Lan nói trên tờ Vietnamnet, WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO tại Việt Nam, UNICEF Việt Nam vừa thông báo sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1 cho trẻ em. Cùng với nguồn tài trợ hơn 65.000 liều trong nước và hơn 200.000 của WHO, UNICEF, bà Lan cho rằng sẽ đảm bảo vaccine để ưu tiên tiêm cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó tiếp cận với vaccine 5 trong 1 dịch vụ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.